Ok, chào anh. Rồi. Chào anh Trần. Rồi, chào mọi người đi. Chào tất cả mọi người bên ở đây, chỗ nào cũng được, chỗ nào mình chào. Ok anh, Rồi, ok. chào tất cả mọi người nhé. À, Good chào, rồi. chào Việt Nam, good morning, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Việt Nam. Dạ, Rồi, chào mọi người. chào buổi sáng Việt Nam, chào tất cả mọi người. Rồi, hello, Việt Nam yên bình. Trời Hello. ơi, Việt Nam được số 1 rồi. Đã À, chụp. tôi... Ok, Rồi. anh cứ nói đi, anh cứ nói đi. Rồi, ok thì cũng giống như cái nội dung mà tôi muốn nói ra ở đây, nó có một cái tổ chức hay là một cái tờ báo gì đó đây. Tôi cho mọi người coi. Đây. Đây, thấy chưa? Có tổ chức này nó gọi là Watch. Đó. Thì nó cái tổ chức Ngồi này chỗ là này một cái tổ ánh sáng nó không được chức tốt lắm. Ngồi của đây thì ánh sáng nó không được tốt lắm rồi. Ok, nó đáng chịu. tôi gắn tôi lại cái dây này nó bị vang anh à... Bị nghe rõ bây giờ. Nghe tôi. Rồi thì bây giờ cái tổ chức mà cái tờ báo mà cái tờ nãy tôi nói với anh là cái tờ Watch gì đó nó đưa ra một cái danh sách mà tượng trưng cho những cái lá cờ, trong đó nó có những cái lá cờ phản chiến của những cái tổ chức nội nội chiến của Mỹ, trong đó nó có cái cờ vàng quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày thể chế ngày xưa. Ok anh. Thì ở đây nó liệt vào những cái người nào mà cầm những cái lá cờ này mà xông vào cái tòa nhà Quốc hội. Thì nó gọi là một tổ chức khủng bố. Bây giờ vậy nè, ở trong này đi thì mình đại khái mình có 9 lá cờ anh, thì là mấy cái lá cờ này mình nhìn thấy hoài đó. Cái lá cờ đầu tiên đó, nếu mà anh Có cái mũ có cái râu đó. cái thằng đầu tiên đó là cái lá cờ mà con rắn này, nó rắn rung chuông nó co lại 3 vòng đó, thì cái lá cờ đó là coi như đông nhất và lá cờ đó là phổ biến nhất. Cái lá cờ đó là cái lá cờ của những của cái liên minh của những tiểu bang ở miền Nam, mà nó đã bị họ đã bị thua trận ở trong Thua cuộc trận nội chiến của nội Mỹ chiến. rồi. Anh Thì nói sơ thôi, anh nói lẹ thôi, anh nói những cái lá cờ này mình chủ yếu có lá cờ mà đại diện cho cái thể chế Việt Nam Cộng hòa cũ thôi, chứ còn mấy cái lá cờ anh chỉ nói lướt qua thôi ok, thì chứ không còn ai được. thì bên cạnh đó là có cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa, Đó, cờ vàng nền vàng ba sọc đỏ, thì cái lá đúng cờ rồi. này là một lá cờ là coi như là trong cái lần binh biến lần cuối cùng ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó, ở ở đỉnh đồi Capitol Hill đó, thì cái lá cờ vàng này là cái lá cờ coi như là đông nhất trong ngoại trừ cái lá cờ của ông Trump và cái lá cờ Hoa Kỳ, coi như là cái lá cờ sau nó đứng hàng thứ tư anh. Khoan, tôi cắt lại anh chút xíu cho này. Có nghĩa là trước khi mà nói cái chuyện đó thì mình mới nói là cái đồi Capitol Hill nó có cái giá trị như thế nào của nước Mỹ và đối với thế giới. Là bởi vì mình mới nói một cái điều này là đây là một cái bộ mặt của nước Mỹ và cao cấp và một cái quyền uy tối thượng của nước Mỹ. Nó còn ghê hơn ở cái tòa Bạch Ốc nữa, là Đúng bởi anh. vì cô giống như kiểu Đúng này, anh. tất cả những cái bộ luật, Yeah. những cái chuyện gì mà Đúng. xảy ra tại nước Mỹ Đúng. nó đều qua cái căn nhà này cả. Yes. Con nhà này nó đại diện cho cái nền hành pháp, tư pháp và lập pháp của Hoa Kỳ, Yes. và kể cả làm gương cho cả thế giới nữa. Có nghĩa Yes. là nói một cách nôm na, có nghĩa là khi anh xâm phạm vào cái tòa nhà này là chính anh xâm phạm về vấn đề nền thể chế dân chủ của nước Mỹ. Anh nói đúng đấy. Nói như vậy là hiểu Anh rồi, anh tiếp tục đi. thưa anh là căn bản là tại vì cái bề thế của nhà nó rất là to, anh to nhất, nó to hơn cái về cái vấn đề thể hình dáng của nó, chất lượng của nó là nó to, nó nặng nhất, nó to hơn cái tòa Bạch Ốc của anh và nó to hơn cái tối cao pháp viện của anh. Đó là cái nơi mà khi mà người ta nhậm nhậm chức xong rồi thì ông tổng thống ra nói ông nhậm cái gì đó, thì là ngồi hai bên, tức là Thượng viện, hạ thượng viện. viện hạ viện ngồi trong đó, Rồi. tối cao pháp viện ngồi đó, ông tổng thống ra đó, đại khái là coronation, tức là sự xác nhận đây là bao nhiêu người, mà nó cũng ở trong ngay trong cái building đó, tại vì cái building nó rất là lớn, Bự lắm. nó tổng hợp. Thì thế này nè, với mình thì mình coi cái này như là một cuộc đảo chính. Thì năm 1960 đó, thì ngày 11 tháng 11 năm 1960 ở Sài Gòn mình có một cuộc đảo chính Có, đó là cái bất thành. bất Bất thành thành thì đây của tại
đại tướng Nguyễn Chánh Thi. Nguyễn Chánh Thi đấy. Sau đó thì nó đổ bệnh, nó thua cũng 2 ngày như vậy đấy, cũng ngày hôm đó rồi ngày hôm sau là người ta chạy đi hết những cái Đúng linh rồi. hồn, những ai bắn chết thì bắn chết rồi, còn những cái linh hồn, còn những cái là chẳng hạn như cái linh hồn của cái cuộc đảo chánh năm 1960 ấy, là linh hồn đó là ông Hoàng Cơ Thụy, thì là ông chạy qua bên Ai Lao, tại vì nếu mà ở lại thì ông sẽ bị họ giết chết. Mình giết Và liền. rồi ông Nguyễn Chính Thi, đại tá Vương Văn Đông, ông Nguyễn ông trung tướng Thái Quang Hoàng uy hiếp một chiếc máy bay vận tải cơ cánh quạt DC-7 á, rồi bay qua chở đám người ra, 20 mấy người đã bay qua Campuchia, và những người đó họ phải ở lại đến mãi năm 1969 thì họ 1964 họ mới được về, là tại vì ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 sau đó, đó thì Sau đó thì lại có một cái cuộc đảo chánh, mà lần này cuộc đảo chánh nó thành công, nó thành giết chết công ông Ngô Đình Diệm đấy, là sau đó rồi là cái đám bên đó là họ mới được về. Thì đấy rồi này, những cái gì mà anh coi ngày hôm nay là những cái tại vì cái cuộc đảo chính này nó không có thành công, thành thử là bây giờ nó mới khủng bố, nó bắt người ta bây giờ nó mới bố ráp người ta, là thằng nào chạy được thì chạy, thằng nào ở Việt Nam thì ngày xưa nó dậy thì, nhưng mà bây giờ thì Mỹ này thì họ làm cái kiểu này, tức là ai từ chức thì từ chức rất nhiều anh, mấy bà bộ trưởng bộ giao thông, bộ trưởng bộ an ninh nội địa, tất cả mọi người đều, tại vì anh có giúp 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 tay vào trong cái cuộc đảo chính này. có nghĩa là mình coi cái này giống như là một cuộc đảo chính chứ nó không phải bình thường. Và tôi còn nghe tin hiện nay bữa nay là Bộ An ninh và Cảnh sát FBI đã vào cuộc, và đúng rồi, và treo thưởng 50.000 đô cho tất cả mọi người, người nào chỉ điểm những người nào đó mà ở hôm đó có mặt tại ngọn đồi Capitol đó. Thì Và tôi nghĩ là cái điều này họ làm tới nơi tới chốn cho họ không bỏ anh ra. Và cái điểm quan trọng nhất là cái điều này là 4 người chết, yes 5 người chết, nó mà trong chết đó có một cảnh sát, yes trong đó có một cảnh sát. yes anh thưa anh tên này nè, 240 mấy năm nay không một lần, đây là lần đầu tiên, đây không phải là sự tức giận, đây không phải là tại vì người ta tụ họp lại với nhau rồi người ta tức giận, người ta đi phá làng phá xóm mà đi ăn cướp ăn trộm, đây là một 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 cuộc đảo chính rất là bài bản anh, tại vì anh nói này, trước khi anh nói ngày thứ sáu anh nghĩ tới ngày thứ năm là ngày thứ ba đó, ngày thứ năm ngày 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 thứ ba mùng 5 tháng 1 là hơn 1 triệu con người, toàn là những người to lớn khỏe mạnh da trắng nhiều, tụ họp về Washington DC anh. Họ ăn họ ở đâu, họ ở trong những cái motel khách sạn, tất cả mọi người đều phải biết chứ anh, họ tới đâu họ làm cái gì để họ sửa soạn, để họ không có cho cái cuộc đếm phiếu ngày mùng 6 tháng 1, tất cả mọi người đều biết cái chuyện đó chứ không có gì ngạc nhiên cả. Mà anh biết, thưa anh biết là hôm thứ ba mùng 5 tháng 1 đó, 1 triệu con người đó ở Washington DC đây, họ sinh hoạt sao anh, tôi nhìn thấy toàn là mấy ông mục sư da trắng à, khỏe mạnh đẹp trai, ăn nói rất là hùng hồn, khuấy động người ta, phâm bấp người ta lên, khuấy Kích động động người ta lên, châm lửa. Chúa đã ở với chúng mình, Chúa đã mình đi cùng Chúa và Chúa đi cùng mình để mình đi mình giành lại cơ đồ mình. Anh thấy không? Cái sự tác hại của cái tôn giáo của Thiên Chúa không? Có nghĩa là ở đâu kể cả nước Mỹ này nó vẫn quậy phá như thường. Anh thấy cái điều đó mình cũng không muốn nói tới, mà mình chỉ nói tới đây là vì lý do như thế nào mà người Việt mình đã mắc kẹt vào đây. Mắc kẹt vào đây là một không lối thoát, có nghĩa là bị dính vào một cái mà hình như là mình không mong muốn. Mình bởi vì người Việt mình cũng máu đỏ da vàng, mình cũng ở Mỹ, anh ở Mỹ, tôi ở Mỹ, tất cả mọi người đều lên đó đều ở Mỹ. Mà để vào một ngay bây giờ bị dướng vào một cái thuộc dạng là nước Mỹ thì gọi là tội phạm mẹ đó rồi. Thưa anh, bao giờ tôi nghĩ là tôi đã nó hơn hơn một lần tôi nói khi mà tôi san sẻ với anh ấy, đây là cái nợ mình không vay mình phải trả anh. Đây là mấy ông Việt Nam đây nè, ở đây 45 năm, bây giờ đến đây là phản loạn ấy, Đó đó ở đó. lật đổ chính quyền, mà Rồi. tôi nói cho anh nghe nè, chỉ có ông Việt Nam thôi chứ còn tôi nhìn thấy rất tôi tại vì tôi nhìn rất nhiều người Việt Nam anh. Ở trên Washington cũng vậy, mà dưới San Diego tôi cũng vậy, mà hay là trên Huntington Beach, hay là
Cả Bố Sa cũng vậy anh, rất nhiều người Việt Nam và chỉ có người Việt Nam thôi nhá, không có người Tàu, không có người Không có. Phi, không có người, rất ít người 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 châu Á, hoàn toàn lâu lâu có một vài người Mỹ và rất ít người Mỹ đen, chỉ có toàn người Mỹ trắng với người Việt Nam thôi anh. Và đó là, mà bây giờ khi mà mình nói tới cái điều này thì tôi là nói thêm một tí này, nó không biết thằng nào là thằng, nó không có biết thằng nào là thằng theo ổng lấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ treo quàng vào người thờ phượng, nó không biết thằng nào, nó chỉ biết đó là thằng Việt Nam thôi. Đúng rồi. Tức là trong đầu óc của người Mỹ bây giờ này, hiện đại bây giờ là theo tinh thần của Đúng người rồi. FBI này, là những ông Việt Nam qua đây mà quấn vào cái lá cờ vàng 45 năm nay đây là để lật đổ cái chính phủ Hoa Kỳ này. Thấy chưa? Chuyện răng ràng Đó ở là đây thế một nào? cái sự mà tác hại mà thấy vô cùng to lớn, mà làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng của người Việt Tôi nói ở rằng đây. anh nói chứ không phải không. Đúng rồi. Nó có biết Bây thằng giờ nào là thằng nào anh? đâu có thằng nào đâu, người Việt Nam là Nó thế biết nào thằng nó nào, cứ quơ nó vào biết thằng nào không là thằng biết. nào. Mà Việt Nam là đông nhất ở trong đó thưa anh. Anh có thể tưởng tượng được là người Việt Nam đông nhất ở trong đó, trong sát dân mà mình cứ nhìn cờ là mình biết. Thì tôi coi mấy báo đài thì ở đây vừa báo đài Mỹ vừa đã về Việt thì nó thông dịch ra thì translation thì nó nói là hiện nay FBI nó có đầy đủ chứng cứ và những khuôn mặt mà đã vào trong cái Capitol đó nó đều có hình ảnh hết trơn trời, Làm sao không có được anh? và nó có hết và tất cả những cái chuyện mà nó yêu cầu nhân dân Mỹ giúp đỡ và những người nào, bởi vì nó biết người Việt, biết tất cả mọi người, nhưng mà nó không biết là 52 tiểu bang ở những tiểu bang nào mà chạy tới ở đó thì Yeah. nó Việt có cái Nam chỗ này ạ. anh nói chuyện là 1 trong 1 triệu người đến 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 Washington ngày hôm trong tuần vừa rồi, họ đến từ đủ mọi tiểu bang anh. Đúng rồi, mỗi tiểu bang bởi vì yêu cầu nhân dân giúp đỡ đó Yes, Washington, Texas. Bây giờ mình là người Việt Nam, đủ. mình nói cái phần Việt Nam. Người Việt Nam ở ở California đi biết bao nhiêu, đi không biết là bao nhiêu mà kể cho xiết. Người ở Texas đi không biết bao nhiêu là kể cho xiết. Tôi đã nhìn thấy bao Bảo nhiêu người Việt Nam mình phải ủng hộ tiền, kêu gọi ủng hộ tiền để mua cờ vàng cho người ta mang đi mà anh. Thưa anh cái này này, cái chuyện mà đồng bào mình quen tay đi đâu rồi có hay biểu tình cầm cái lá cờ vàng rồi tôi là người Việt Nam, đây là cái căn cước của tôi thì cái đó là anh biết không, tôi hiểu. Nhưng mà tại vì cái sự dại dột của mình đấy là mình cũng trách được người ta anh, tại vì người ta chỉ biết vậy thôi, cứ đi đâu thì cũng phải cầm theo cái lá cờ vàng rồi nó thành cái thói quen, chứ cái gì hết. mà phải chi cái lá cờ đó là một cái thể chế mà nó còn chạy về thì nói làm cái gì. Anh Mình ở đây à. là anh cũng tham gia vào cái chế độ của ngày xưa, tôi Thì cũng như anh vậy thôi, nhưng mà mình phải hiểu là mình mới nói đây là cái chữ thức thời. Thức thời có nghĩa là cái chuyện gì nó qua nó cho qua, bởi vì chúng ta không thể nào cưỡng cầu được anh, mình không thể nào níu lại cái bước chân lịch sử được, mình không thể níu cái bánh xe lịch sử được đó. anh biết vậy, tôi biết vậy anh. Nhưng mà đa số anh em mình cũng có biết vậy đâu. Không phải ít đâu nha, rất nhiều người anh. Những ông TV báo đài, những ông hôm qua đấy tôi lần đầu tiên tôi nghe mấy người nói chuyện ở trên nửa vòng trái đất TV, tôi có nghe thấy cái ông tôi thấy anh Đức Được Bạc nè, rồi anh Phong nè, rồi có cái ông Trịnh Du đó, mà cái ông mà bên Texas đó mà Biết ông là đi đâu ông phải mang cái cờ vàng, rồi ông tôn thờ, ông thờ tượng, rồi ông mua làm không biết là bao nhiêu cờ ông phân phát cho anh em đi biểu tình. Đấy. Thì tôi đây tôi không ngạc nhiên đâu, thật sự mình cũng ngạc nhiên, tại vì tôi biết là cái lỗi lầm của người ta thì ban đầu thì nó nhỏ, từ 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 nó lớn ra, hay là nó cộng lại từ từ nó lớn ra, thì cái tội cái chuyện mà cầm mấy lá cờ vàng này làm cái võ khí để mà đánh nhau, để mà hăm dọa đồng bào Việt Nam mình, thì tôi nhìn nó thấy từ năm 1975 tới bây giờ rồi chứ không phải không. nhưng mà tôi cũng đã biết Trịnh Du đây cũng biết trên báo đài, nhưng mà trên trên những cái lần mà để mà ôm cái lá cờ này tôi hiểu, nhưng mà cái bản thân Trịnh Du thì nó không phải tử tế gì. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là Trịnh Du rất còn trẻ tuổi, nhỏ tuổi hơn tụi mình và chưa bao giờ sống trong cái thể chế ngày xưa cả, thấy không, có nghĩa là ăn theo thôi, Ông ấy là một cái sản phẩm anh, đó là cái sản ông phẩm. là một ông là một cái sản phẩm của cái nền văn hóa rất là tội nghiệp của những người Việt Nam chúng mình bên này.
dạy dạy cho con cho cháu mình cái sự hận thù anh, dạy cho con cho cháu mình chửi bới bà mẹ ruột của mình anh. Tôi đã nói với anh, bao nhiêu lần rồi, khi mà một người mà nó sẵn sàng, nó đã chửi vào bà mẹ ruột của nó rồi đó anh, thì cái bà thì mẹ không còn biết, thì cái bà mẹ thì kế đó của nó là nó sẽ chửi trong vòng nửa nốt nhạc thôi chứ không cần là một nốt nhạc. Mà cái điều đó là mình nhìn thấy rõ ràng ngay trước mắt mình bây giờ đấy, là anh có nhìn thấy anh em mình ủng hộ ông Trump chửi nhau, chửi cái đảng Dân Chủ, chửi bà Joe Biden, chửi bà Nancy Pelosi, chửi cả một cái đảng Dân Chủ, chửi cả một cái hệ thống lãnh đạo mà nó chạy nhuần nhuyễn 245 năm nay. Đấy anh em Việt Nam của mình đó. Tại vì tôi biết này, tại vì tôi biết này anh, cái người nào mà nó đã chửi, nó đã nhổ nước miếng vào mặt bà mẹ ruột của nó rồi đây, thì nó sẽ làm, nó còn sẵn sàng làm bất cứ một cái điều gì với bất cứ một người nào, kể cả bà khởi đầu từ bà mẹ kế của nó. Chính xác. Đấy là cái thực tại của mình bây giờ đấy nè. Không, mình chỉ có nói một cái nôm na như vậy. Thì cái bữa nay mình like với anh là coi như để mình coi cái tình trạng là hiện giờ ở những người mà mình không lo mấy chủng tộc khác, chỉ lo người Việt, ngồi mình lo cho người Việt mình thôi. Thì cái số phận của những cái người mà đi vào cái Capitol Quốc hội Mỹ đó, sau này nó sẽ là như thế nào? Nhưng mà tôi cho anh biết là tôi mới đọc báo thì cái thằng mà nó ngồi trên cái ghế của Chủ tịch Thượng viện là nó bị bắt rồi. À, rồi cái thằng mà ôm cái ôm một cái bàn để cuốn sách lên để phát biểu cũng bắt luôn rồi. Bắt luôn rồi. Thì bây giờ là tất cả những cái hình ảnh đó mà người nào mà có mặt ở trên cái video mà của tụi nó cung cấp với FBI là sẽ từ tới người tới nơi thôi. Đó, từ tới thôi. Và những người nào mình chỉ thấy buồn là ở chỗ là tại làm sao mấy cái ông này mà ông làm cho bị liên lụy cho những người Việt. Có nghĩa là khi anh giác cái lời cờ đó là nó chỉ biết Việt Nam thôi. Và bắt đầu từ đây là người Việt mà nói với nó là nó nói thằng này là chắc âm mưu lật đổ chính quyền, bất kể nó đâu có biết, không biết thể bị Việt Nam là nó dính, bởi vì hầu như tất cả mọi người biết điều này rồi. Đã là người Việt thì thường thường tôn thờ cái lá cờ cờ bạc. Thành ra bây giờ nó không cần biết trái phải gì cả, hễ đã là người Việt thì nó quy vào một cái nhóm giống như kiểu như là đầu gấu hoặc là khủng bố thế thôi. Đúng rồi. Và bắt đầu từ đây cái người Việt sống trên đất Mỹ nó càng khó khăn hơn. Bởi đối với người Bắc, đối với người Việt, đối với người Mỹ nó không còn dễ dãi nữa. Và nó liệt kê là cái chủng tộc này đã, loài người này, người Việt này là đã là có một cái hành động rất ư là phỉ báng nền dân chủ của đấy, bằng chứng rõ ràng. Đấy là chưa? Thì cái đó tôi muốn nói là một cái điều, một cái hành động thiếu suy nghĩ. Anh à, cái chuyện thiếu suy nghĩ này là đây không phải lần đầu tiên anh, nó thiếu suy nghĩ từ năm 1980 tới giờ rồi anh à. 40 năm nay rồi. Chứ không phải mới đây. Chứ đâu phải mới đây, mình nhìn cái chuyện này mỗi ngày mà anh. Anh người trên đó thì ít người Việt Nam thì anh không biết, nhưng mà dưới này anh em mình nhìn mỗi ngày mỗi giờ. Tôi nghĩ ở Minnesota này không có người nào đó đâu, là bởi vì nó quá xa. Thì đó, quá đó, xa. Đó, đó. Trung Tây Hoa Kỳ đó. Quá xa. Không ai mà rảnh hơi mà đi qua đó thì đúng. Chỉ có lẩn quẩn là California, Texas. Đúng rồi. Vậy thôi, chứ còn ở đây quá xa thì không ai, ở tiểu bang thì không ai xa đâu. Đúng. Nhưng mà đấy thì mình để mình nói cho anh nghe nè. Nói bây giờ mình nói trong cái cộng đồng của người Á Châu của mình nói thôi, mình người Việt Nam mà nói chuyện cộng đồng Á Châu. Cộng đồng Á Châu mình không có ai ủng hộ, không ai làm cái việc này cả. Tôi nhìn mặt, tại vì khi mà họ đi biểu tình, họ đi tấn công như vậy đó, thì họ không có đeo khẩu trang. Rõ ràng. Không, khi mà đi biểu tình ủng hộ ông Trump thì là họ không có đeo khẩu trang anh. Tại vì đó là một cái dấu hiệu của những người ủng hộ cuồng Trump. Những người bây giờ mình có thể kêu là cuồng Trump đó, là không có đeo mặt nạ. Thì khi mà mình không đeo mặt nạ này, thì mình nhìn cái mặt, nhìn cái nước da, nhìn cái tướng đi là mình biết là bà này Việt Nam, bà này Việt Phi, bà này ông nội kia người Tàu. Mình biết hết á. Tôi thưa anh thế này là anh, tôi không nhìn thấy người Tàu, tôi không nhìn thấy người Đại Hàn, tôi không nhìn thấy người Campuchia anh, tôi không nhìn thấy người Lào, tôi nhìn chỉ thấy toàn người Việt Nam thôi anh ạ. Toàn người Việt Nam. Kỳ lạ. Chỉ có người da trắng với người Việt Nam thôi anh ạ. Thì thế này thôi. Quái lạ.
anh nhìn trong cái lá cờ này, 8 cái lá cờ là của toàn là người Mỹ trắng với nhau, 8 cái lá cờ là của người Mỹ trắng, ngoại trừ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ của người Việt Nam. Người Mỹ trắng họ cãi nhau với nhau, họ đánh nhau với nhau là 100 mấy chục năm rồi. Thế thì nó có bắt thằng Mỹ trắng mà nó có bắt thằng Mỹ trắng đó thì nó khác ạ. Nó xử khác ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nó nói là khi mà nó sờ đến thằng Việt Nam là nó cư xử khác ạ. Tại vì mấy thằng kia là mấy thằng bố mẹ nó đẻ ở đây, nó đẻ ở đây, nó lớn lên ở đây. Ông bà nó xây dựng quốc gia này, nó có quyền làm việc này việc kia. Có quyền. Mình con dân im di dân đến đây, mình cái nhiệm vụ đầu tiên là mình phải đi theo người ta chứ không phải mình lật đổ chính quyền người ta. Cha ông có được làm cái điều đó không? Đúng ông có rồi. Được làm cái điều đó đúng rồi. Ông có được lật đổ chính quyền này? Ta thay lời dịp thằng nghị viên của thành phố Westminster phải không, thay lời dịp phải không, nó cũng đã nói rồi này, có nghĩa là trong cái vụ bạo loạn đây nè, nó bị so sánh trong đề kỳ thị, nếu trường hợp ở đây mà nếu mà người da đen mà lên làm kiểu đó là cảnh sát Mỹ nó bắn từ chết vài chục đứa rồi, chết không, không biết là bao nhiêu người, tôi không biết bao nhiêu người đấy, thì cái vấn đề đó nó cũng nói lên. Và người Việt mình có, nó có sai rất là bậy bạ, mà người Việt mình chỉ là người dân ăn nhờ ở đậu, nó thẳng là vậy, và nhận nơi đây làm một cái đất nước thứ hai thì ok đi, nhưng mà ăn theo một cách rất là bậy bạ. Anh không không phải ăn theo không, anh họ không phải ăn theo, tại vì họ rất hung hăng, rất hung hăng anh. À, rất là... có một cái video clip nữa đây mà có thể là FBI đã biết rồi, có nghĩa là sau khi một đám người Việt tôi không biết ai okay. thì đi vào cái đúng bị cái Capitol Hill á, okay. quậy cho đã xong rồi okay. bị kéo qua một ở chỗ nào anh tôi cũng không biết okay. nhưng mà tới ngay cái chỗ tổng hành dinh của Mỹ Vũ để mà việc xí nhà với ông đó xong rồi quậy chỗ đó rồi có xô xát rồi có đánh lộn có đổ máu chỗ đó nữa đấy, thì những cái thước phim đó đi cũng nằm ở trong FBI lấy được hết, có nghĩa là thì khô sớm đó là sớm muộn gì thì mấy ông mà lộ diện trên cái vấn đề mà cuốn băng đó, thì với lại cái trong cái cuộc mà coi như tấn công trong cái tòa nhà quốc hội thì rốt cuộc thì nay hoặc là mai thì nó cũng lụm hết cho bằng hết. Chuyện là thưa mấy anh là chuyện là nó lụm thì không phải nó lụm Việt Nam không, mà nó lụm tất cả mọi thằng, phần đúng. Nhiều là Mỹ chắc đúng là rồi, tại vì thế này này, cái chuyện này nó rất là nghiêm trọng anh ạ. Rõ ràng nó là một mất đi cái thể diện của một cái quốc gia, đó là một điều rất là quan cái chuyện này là nó rất nó không phải là vớ vẩn, người ta nổi điên lên người ta đốt nhà đốt cửa người ta điên, không phải như vậy thưa anh. Cái này là tại vì nó có bài có bản, có tổ chức, đâu phải ông họ làm thế nào mà nó họ có thể quy tụ được hơn 1 triệu người da trắng ai cũng khỏe mạnh. Chào Quốc Dương nha, chút xíu Quốc Dương lên chơi con. Ai cũng khỏe mạnh, ai cũng đã được nổi được coi nhà Việt Nam họ có cái gì? Có một cái danh từ là có work up, Mỹ nó kêu work up tức là làm cho nó căng thẳng lên, căng thẳng lên. Là khuấy động, kích động, kích động lên. Kích động lên, trong đó có mấy ông trai nhà thờ nữa. Trai nhà thờ mình thấy mà mình thấy toàn mục sư không, cha nhà thờ mục sư, mục sư là đúng rồi, bên Tin Lành mục sư toàn cha thì mình, ông cha nhà thờ mình cũng thấy, nhưng mà mình thấy mục sư mày thấy không? Mục sư đây mà mục sư rất là trẻ nha, 35 đến 45 tuổi mà rất là đẹp trai, mà anh nói rất là hùng hồn. Anh tôi nghe là mục sư nói chuyện mà trời ơi, họ nói cái gì là mình làm theo chứ mình không có hỏi mục sư, mà anh cái nghề là cái việc của cái họ nghề, mà cái nghề truyền giáo là nó yeah. vậy mà, chợ từ hồi xưa giờ vậy mà, Việt Nam cũng không có khác gì đâu, thì đấy đi. mấy ông mà trong nhà thờ cũng thế thôi, thì nói là con chiên cái này ngồi mê mẩn gục gà gục gặt về cha biển gì con làm đấy đấy, thậm chí nó lắp đít thì cũng đưa cho nó luôn đó, trời thì mà đây là một cuộc đảo chính anh, mà cái hôm mà thứ tư mà biểu tình ở trên Washington DC đây thì là tất cả mọi nơi ở trong cái tiểu bang này ở đâu họ cũng biểu tình cả, chứ chẳng phải là một nơi ở trên Washington DC thôi, mà tôi nhìn quần áo nè, cờ quạt nè, rồi cả những cái còi, những cái kèn họ mang theo họ thổi rất là giống nhau, cờ quạt giống nhau. Tức nghĩa ý tôi muốn nói là có cái sự sắp đặt quá quá chặt chẽ, sự sắp đặt rất là chặt chẽ, thế là có tổ chức, có âm mưu, thế là có âm mưu.
họ cướp chính quyền mà Đây. anh. Cái điểm nhất, cái điểm thứ hai mà anh nói với tôi, khi người ta đột nhập vào cái đắp cái Capitol Hill á, vào cái tòa nhà Quốc hội, thì họ truy lùng cái thùng mà để mà kiểm Thùng phiếu, phiếu đúng rồi. để có nghĩa là họ quỷ nó đi, họ quỷ nó đi, thì coi như là ông Mike Pence là không có cớ gì mà để nói là tuyên bố ai cả. Chạy Đó ra. là một chứng từ. Nhưng mà hồi sáng hôm nay tôi mới đọc một bài báo, thì cái thủ tướng của Anh á, thủ tướng nước Anh á, đã viết một cái tờ báo là ông nói là ông ngạc nhiên mà ông không thể ngờ một cái đất nước một của Mỹ mà ông không thể nào chấp nhận được cái điều đó xảy ra. Ông post lên đây ông là đại khái giống một kiểu là giơ trời giơ hai tay lên trời đầu hàng, có nghĩa là không nghĩ cái chuyện nó xảy ra ở nước Mỹ 245 năm nay giờ chưa bao giờ xảy ra anh ạ. đấy. Thì cái chuyện này nhà nước Mỹ không bao giờ bỏ qua, Làm sao mà bỏ qua được anh? không bỏ qua. Và điểm nhất ở đây nó có cái chuyện chết người Anh là bây giờ nói chuyện chết người nhá. đấy. Anh có thể tưởng tượng được đó là cái bình chữ lửa đây. Nó to thế này, màu đỏ đó. Mà Màu nó nặng, đỏ thật đó là nặng á. bằng nặng, Nó to thế đó là bằng nặng sắt. đó. Nó treo tường đây, tại vì trong đó là building nó rất là to, Mỹ mà cái gì nó cũng to. Mắng cầm vào đó mắng đập vô cái đầu của ông cảnh sát, mà ông cứ té xuống, mà ông thằng cha nó té xuống mà nó dãy đành đạch như là đập đầu con cá lóc vào nhà mình, ở nhà mình đây. Ôi trời ơi. Ông thấy được như là cái sự, nghĩa là để mình thưa với anh này nè, không may cho cái đoàn lần lần không may mà cái lần đảo chính này mà nó không thành công, đấy là tại vì thế này, là rất nó may thôi chứ không có gì cả. Hay là người Mỹ họ giỏi thì họ giỏi rồi, họ làm việc với nhau thì họ biết, thì mình không biết. Nhưng mà căn bản thế này, khi mà người ta anh nhà người ta biểu tình đi vô là cảnh sát mở đường cho họ vào mà anh, chứ nó đâu có phải đánh nhau gì đâu. Cảnh sát đã đứng chụp selfie bên ta mà. Người Mỹ đánh với nhau, họ làm việc với nhau anh, họ mua chuộc lẫn nhau. Trời ơi, 1 triệu người, bao nhiêu tổ chức, để anh nhìn cái lá cờ này là chín cái lá cờ rồi, chín cái lá cờ coi như là chín sư đoàn đó, đại khái vậy đó, hay là chín đại lữ đoàn hay là gì đó, đại khái vậy, chín cái lá cờ này là chín cái lực lượng, mà cái lực lượng mà kinh khủng nhất mà về về của người thiểu số, người da màu, là cái lực lượng của Việt Nam là coi như là mạnh nhất, Chết rồi. mạnh nhất đấy. Cái này thuộc về cái dạng đã kết vào một cái tội coi như âm mưu lật đổ chính quyền, Lật đổ chính và phủ. trong đúng rồi lật đổ chính phủ, và trong này dân mà khi bạn dân thuộc cái dạng kêu dân di dân mà vào nước Mỹ này, thì trong này có 9 cái lá cờ, thì có 8 cái lá cờ của nước Mỹ, chỉ có cái lá cờ của Tất người Mỹ, Việt Nam thôi. không có người, không có lá cờ Lào, không có lá cờ Trung Quốc, không có lá cờ gì cả, Không chỉ có có liền. người anh à, ai mà làm cái chuyện đó anh đâu. Tôi nói anh là tôi không có nhìn Bởi thấy, vậy tôi tôi bởi đã vậy không tôi có mới nhìn thấy thấy một người cái điều Miên, không có nhìn thấy người Mẽ, đúng không có rồi. nhìn thấy người Phi, không thấy nhìn người Tàu, không nhìn thấy người Hàn, chỉ toàn là Việt Nam thôi. Mà tôi nghe người ta gào lên đó trong cái microphone là stop the steal, là tôi biết là cái bà này là bà tên gì, tại vì là toàn là giọng Việt Nam thôi anh ạ. Người Việt Nam mình nói tiếng Mỹ mà là nói qua cái speaker đấy, qua cái dạng phòng phòng thông Nói thanh đó, mà nghe cái biết ngay rõ cái gì, rệt nghe biết nghe ngay, cái không phải giọng Mỹ. biết Thì mình muốn nói cái điều này nè, chỉ có những người mà cuồng cực đoan quá độ, và bây giờ chuyện đã lỡ xảy ra rồi, thì tôi nghĩ là hiện giờ chính phủ Mỹ không tha cái đám này đâu, có nghĩa là nó truy nó tới cùng, là bởi vì nó hiểu rõ được cái bản chất của cái kỳ này là có những âm mưu lật đổ chính chính phủ, và có tổ chức, có người đứng đầu, rồi có người nó rõ ràng hết trơn vậy, và âm mưu. Thì tôi nghĩ là bắt đầu từ giờ phút này người Việt mình sống không yên với cái đám này, đám mà đám lính bullet này là nó sẽ truy tới cùng, nó truy cho tới cùng. Và cái đó là một cái sự mình không dám nói, bởi vì mỗi người đều có cái chính kiến cả, nhưng mà mình chỉ buồn có một điều là tại làm sao đã dính người Việt Nam vào trong này, Anh khỏi cầm, rồi. anh cầm. Mình dựng cái lá cờ vàng lên, mình đi đánh nhau với người Việt Nam chúng mình là từ năm 1980 tới bây giờ mà anh cầm. Đâu phải Thì mới đây đấy, đâu. mới đây đâu, thì cái đây là một cái bài học mà hầu như cái bài học này suốt đời ghi nhớ luôn, chứ không còn phải 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 không có lặp lại được nữa đâu. Trời ơi, nó sẽ truy dùng rồi. Sau này anh sẽ thấy ở California hả, là bullet đi dày dặc, và những người nào người Việt đối với tụi nó bây giờ nó chẳng nhìn bằng con mắt thiện cảm nữa đâu, và bởi vì không còn thiện cảm đối với nó nữa, anh hiểu đâu.
À, cái này là coi như là gậy ông đập lưng ông nè, cái này tôi đúng rõ ràng vậy thôi, cái đó mình cũng không muốn nói gì đã vào. Sự kiện đến bây giờ thì mình chỉ biết nó như vậy thôi. họ Biết sẽ mày vậy thôi chứ. họ họ sẽ bắt người Việt Nam, họ sẽ bắt người Mỹ, họ sẽ, đa phần là họ sẽ bắt người Mỹ trắng. Họ kỳ này họ phải bắt chứ, họ họ bắt rồi có thể, tại vì người Mỹ trắng họ làm trong một người Mỹ trắng với nhau mà người da trắng với nhau, họ sẽ tìm cách họ giải quyết với nhau. Rồi sao rồi à. Bữa sao anh đứng rồi Tại vì nói người Mỹ đó thì người người Mỹ trắng thì họ hiểu cái xã hội này nhiều hơn mình, đã dạy rồi của mình nói tiếng Mỹ cũng không có rành nữa rồi, mà mình rất là hung hăng anh ạ, thành thử đúng rồi ra mình không biết thôi, mình chỉ tôi nghĩ là rồi nó sẽ giải quyết thế nào mình không biết, cái này hoàn toàn mình không hiểu, tại vì cái đây là rõ lần đầu ràng mình tiên, lần đầu tiên cái chuyện tương mình lai không biết thì mình không biết được, nhưng mà mình hoàn cảm thấy lo lo sợ cho những người này, là wow bởi vì trước nó sau gì cũng họ cũng phải đến, họ cũng phải mình đến tới thôi, mình họ biết cũng truy lùng cho bằng được. Rồi thì thế này anh à, mình chốt lại một câu là cái gì nó mình đã dùng cái lá cờ vàng này mình dọa nạt bà con mình kiếm tiền kiếm bạc 40 năm rồi thì không biết, may ra lần này mình bị dày là mình lớn lên một chút, mình thông cảm một chút, mình đừng níu lấy cái lá cờ vàng nữa anh, là mình tại vì mỗi lần mình níu lấy cờ vàng đây mình làm việc kỳ cục lắm anh, mình làm cái điều kỳ cục lắm chứ phải không. Tôi nói là mỗi lần mà quý vị mà còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng là mỗi lần quý vị mình làm những cái điều rất là kỳ cục, ăn nói những lời nói rất là kỳ cục cha, nói một câu không thể nào mà nói câu một câu đàng hoàng được ạ. Tôi không hiểu, tôi biết như vậy tôi hiểu tâm tình, mà tôi không hiểu tại sao mà đến giờ này đó ông lớn được truyền cho ông nhỏ, tôi nhìn thấy cái ông Trịnh Du là đúng, ông là một cái phần, ông là một cái thế hệ thứ hai của ông Vũ Huy Trưởng nó, thí dụ vậy đó. Tức là cái lời của ông nói, lời ông Vũ Huy Trưởng nói sao thì ông này ông gặp y chang lại, y chang lại như vậy, và nó còn mạnh hơn, tại ông trẻ ông khỏe mà ông làm dữ hơn ông Trịnh Du trời. đó. Thôi tôi nghe tên người anh tên này cũng đâu có nào đàng hoàng gì đâu, Thì chứ đấy. cũng lên trên mạng rồi cũng kiếm tiền rồi Ồ vậy cũng đó là hả? Mình chắc không biết. rồi cũng Mình không biết, tôi nghe phong phanh vậy thôi, lần có lần 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 đầu tiên mình nghe. Lần đầu tiên mình nghe. Thì mình tại vậy thành thử ra là mình mới biết, nhưng là thì mình cũng đoán như vậy, nhưng mà lần lần đầu tiên là mình thấy cái thế hệ thứ ba, cái thế hệ bố mẹ của anh em mình ở đây này truyền lại cho con cho cháu mình để nó ra nó vỗ ngực là tôi hãnh diện, nó lá cờ vàng đi đâu tôi cũng phải chùm lên đầu người ta đặng cho người ta biết là tôi là đúng người rồi tị nạn cộng sản. Ông đại khái ý vậy, mình thiệt đại khái là vậy, mình nhưng thôi, mà mình chỉ nghe thôi chứ nhớ mình không có nhìn, mình không có nhìn mặt. tôi nói cho anh biết cái điều này là có nghĩa là mình giải thích cỡ nào chăng nữa, hoặc là mình muốn nói một cái điều gì cho mấy người đó vô ích là bởi vì Đúng họ rồi, đâu có nghe mình, mình vô ích nhưng mà tôi hy vọng là cái kỳ này họ sáng con mắt ra, họ sáng con mắt ra đó, thế thôi. Thì mà tôi nghĩ là cái điều này, cái thứ hai nữa là tôi mới nghe tin hồi nãy, tôi mới lặp lại là có thể là họ truy tố luôn ông tổng thống Donald Trump luôn. Rồi cái thứ hai nữa là hiện giờ tôi nghe biết là ông Twitter với lại Facebook đã cấm ông kia không xài được nữa, cấm vĩnh viễn luôn, thằng Facebook anh nó đóng cửa vĩnh viễn, ông hai tuần vĩnh viễn lễ luôn đấy. Thì vĩnh viễn với nó là hai tuần đến ngày 21, và nó có thể đóng cửa vĩnh viễn của ông luôn, rồi nó biết bằng tay lên đây nè, nó rồi biết bằng tay trời ơi, bây giờ nó tệ hại và nó thảm khốc, và tôi nói là mình muốn nói cái điều này, mình muốn nói đây, mở cái diễn đàn này lên với anh Phượng, là mình muốn nói với mọi người Việt Nam như thế này, ở nước này đây là một cái sự dại dột mà mình cảm thấy từ hồi xưa tới bây giờ chỉ có cái lần này nó mới thảm hại như vậy thôi, có nghĩa là nên đã đụng tới, nói một cách nôm na là mình là dân ăn nhờ ở đậu mà mình dám vào nhà tòa nhà quốc hội của họ. Anh đừng có nói anh là người Mỹ, cái tầm bậy, anh nói gì tầm bậy, da da đầu tóc anh đang khựu lùi, tao răng cỏ mũi làm gì mà có, đừng nghĩ tới cái chuyện đó. Ông cầm cái lá Người cờ ta vàng của ông mà. ở đó là nó có bằng chứng cụ thể, có gương mặt. Ôi trời ơi, thôi bây giờ tôi cũng la trời thôi, chứ tôi cũng không biết làm sao, ở đây mình không biết gì hết, mình chỉ la trời thôi, thế thôi, chứ còn ngoài ra khổ ghê.
thực sự là mình rất sốc, mình rất sốc. Và đây nó có những cái lời kêu gọi của những đài truyền thông Việt ngữ thì nó cũng đã lên gọi là FBI ra, gọi là những người nào đã bắt một mớ, còn một mớ nữa là những người nào đã tố giác tội, giống như kiểu người Việt Nam gọi là tố giác tội phạm đó, và thưởng 50.000 đô cho một người, kinh khủng chưa? 50.000 đô là cái hai mấy cái thằng để bom. À, để bom hả? Có Mấy để để bom nữa hả? dạ có để Trời bom ơi. ba Tại hết. ba bốn thằng ba bốn ông để bom. Trời ơi. Khủng khiếp rồi. Được rồi, ok, anh giải thích gì vậy? Em tôi cũng đã hiểu rồi anh à. Rồi thì ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn cái gì anh muốn hỏi nữa không? Mình học còn được. À, Ok, bên bên đó còn anh có cái gì tin tức mới nào anh truyền đạt lại cho tôi mấy nhỏ đó. nó cũng giản dị thôi, nó không có gì nha, để mình nói thêm tí nè. Người Mỹ đây, coi vậy chứ họ biết, rất biết nghe lời. Tòa án mà, tại vì tôi làm việc ông tòa mà tôi hiểu không? Ông tòa ông giữ lắm mày, ông nói gì là tất cả mọi người đều phải nghe. Đúng Nếu mà rồi. mình không có bằng lòng thì giờ mình phải rút lui ra, rồi mình làm cái đơn, rồi mình lên cái tòa, mang lên cái tòa trên kia, mang lên cái tòa trên đó mình nói ông này tôi không có bằng lòng với cái bản án này, nếu mình có tiền, nếu mình có luật sư ấy. Chứ mà mình không bao giờ mình được nói là ông nói láo, tôi không có tin cái lời của ông. Mà hơn 50 lần ấy, tòa án ở đây họ nói là không có bằng chứng ăn gian, mà mấy ông Việt Nam cứ nói là Rõ fake ràng news. cái gì đang phát nêu rõ ràng Mình đó. Bây giờ tôi nói với anh một cái, tôi cắt lời chút xíu này. Cái tin mà tôi mới đưa anh ở một cái trang của cái tờ báo hay cái này là của Watch đó. Rồi bây giờ cái này á, mấy người gọi cái này có fake news không, có fake news không đấy, tôi hỏi ngược lại, cái này có fake news không? Tại sao không có cái lá cờ Miên, Lào, Campuchia hoặc là Trung Quốc, mà tại sao có cái lá cờ Việt Nam nằm đó, Việt Nam Cộng Hòa nằm trong đó? Cái này có phải là fake news không? Mấy ông trả lời giùm tôi hiểu, tôi biết coi. Thưa anh thế này này, người Mỹ đó họ rất là tôn trọng cái thể chế của họ, cái infrastructure của họ anh, tức là Rồi. cái Capitol Hill là một cái nơi mà có linh thiêng, cái nơi linh thiêng của Lên thiên. cái đất nước này, Đó là cái linh hồn của đất Mỹ mà. cái linh hồn của đất Mỹ. Đúng rồi, tôi đã nói rồi mà, nó ghê gớm lắm. Mà Nó không, mà tự nhiên. ghê gớm đến nó ghê gớm đến nó là nó to hơn cái tòa Bạch Ốc của anh. Cái đó Nó không nói to, khoan khoan mà nó mình nói cả thế giới luôn. đúng rồi, nó to hơn cái tòa Bạch Ốc của ông Trump ở, nó to hơn cái tối cao pháp viện, chín ông tối pháp viện đang ngồi xử trong đó. Và nếu mà nó cần thì tất cả mọi người lưỡng viện quốc hội vào trong đó, nội các tổng thống vào trong đó, chín ông tối cao pháp viện ngồi trong đó, rồi anh em mình chứng nhận cho với nhau, chứ không phải là cái nơi để ông để mà trò đùa ông Đúng bô đó. rồi. Rồi tại vì họ biết rằng họ nắm được chỗ đó là họ sẽ lật đổ được cái chính quyền này, họ chỉ cần nắm được những cái thùng phiếu Thì bây giờ mà cái electoral vote là họ sẽ kiểm soát được cái chính phủ này, và họ sẽ làm theo có một ông tổng thống mới. này nó không phải đơn giản, Yes, mà kiểu như không có không chịu phải được đơn đâu, họ giản, không có chịu nó nổi không phải đâu. đơn giản Đúng là cái rồi, kiểu giống như người Việt Nam mình thường thường, ôi cái chuyện gì đâu, nước Mỹ tự tự do do, mà, đúng rồi, đúng cho còn lâu, đừng có giỡn mặt. Ở đây là anh đã xâm phạm quyền lợi ích quốc gia, và ở đây tôi muốn nói cái điều này. Sáng nay thì có một cái ông thủ tướng Anh rồi. đã 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 nói rồi, nghĩa là ông dân ông là chưa bao giờ xảy ra, và ông đã nói một cái câu mà rất là đau tớp, có nghĩa là từ đây bây giờ là cái bộ mặt của nước Mỹ trên thế giới nó không còn cái gì để nói nữa, sụp trong đổ. trong những cái người 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 nhập cư vào đất Mỹ này, dịp này đây là cái dịp mà người ta thấy là cái rõ ràng đúng sai phải trái oan uổng không, mình không có nói, mình bằng lòng hay không bằng lòng mình biết, họ kết luận cái dân cái sắc những người Việt Nam từ hồi đó tới giờ, at least từ năm 1975 tới năm 1945 tới bây giờ, họ luôn luôn sẵn sàng làm Lật bạo đổ. loạn để lật đổ chính phủ, tại vì họ đã được nuôi dưỡng cái tinh thần anh, họ là những người luôn luôn đòi lật đổ cái chính phủ Việt Nam, cái nhà nước Việt Nam ở Việt Nam mà, có phải không nào? Nửa vòng trái đất mà họ còn muốn lật đổ, huống chi ngay Ở trước mắt. nửa vòng trái đất 10.000 cây số mà họ còn đòi về họ lật đổ, thì ngay trước mắt đây vượt cái hàng rào leo lên Đó, tường đây à lá xô vô đúng làm rồi, vô ăn rồi.
nè, anh nghĩ đây là bằng chứng nè, có bằng chứng đàng hoàng mà còn gì nữa đâu, có quan gì đâu nó. Đúng, họ đốt phải vô, nó phải chơi anh, họ đốt phải là tức giận gì đâu anh, họ có cái mục đích rất là rõ ràng. Khủng khiếp, cái điều này là cái điều khủng khiếp và không nên coi thường. Mà từ xưa giờ họ cứ nghĩ vô tưởng, ôi có gì đâu, anh đi tự do, tao đi vô đó, tao về có gì đâu, đừng có to lắm. Và sau những ngày này nha, là nó sẽ gom hết, nó gom hết. Tôi không biết, mình biết, nhưng mà mình biết, mình chỉ biết tới thế này thôi, chứ còn mình thế thôi, đồng ý. Mình, nhưng mà tới ở đây nó có hai người, yep. Ở đây thì báo hoặc là báo đài nó đã nói rồi, một tên là đã ngồi chễm chệ trên cái ghế của bà kia là đã dính rồi, một ôm kia là dính rồi, và tất cả mọi người, nhiều cái là người nhiều người đã dính rồi, nên nó bắt tại chỗ là 60 người. Thế từ từ thôi, có hình có ảnh hết, thế thôi, rồi từ từ. Ừ, nó gọi là Việt Nam nó gọi là vô venture là vô mặc áo sạch thôi. Rồi thế thôi. Rồi thôi được rồi, anh okay. Nói như vậy cũng quá đủ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rồi. Anh. Anh em mình gặp nhau. Rồi rồi ok. Dạ. Rồi anh xuống. Dạ. Thấy tại vì đúng ra là mình cũng không có like đâu, nhưng mà tại vì báo chí bị nó đăng dữ quá và mình cảm thấy cái người Việt mình bị lọt sổ vào trong đây thì mình thấy rất là sốc. Và hiện giờ nó có những cái lệnh truy nã của FBI, và những người nào mà lộ diện ở trên cái Capitol Hill á là đều bị trả giá hết. Và bởi vì cái chuyện này nó không phải chuyện đơn giản. Cái thứ nhất, từ hồi xưa 200 mấy chục năm chưa hề có bao giờ, và kể cả cộng đồng quốc tế, nó về cái bộ mặt của nước Mỹ thì không thể nào nó bỏ qua, không thể nào nó bỏ qua. Mình thấy rất là đau. Có thằng đâu rồi, Quốc Dương rồi, con Quốc Dương đâu rồi, Phong Nguyễn đâu, Quốc Dương đâu, lên đi. Cái này rất ư là mình thấy là trọng tội, và nó trọng tội xong rồi còn cả một cái vấn đề mang tai mang tiếng nữa, tất nhiên là mà có thể nói là mình dùng cái từ gì cho nó rõ ràng chút xíu, người Việt mình nó có tính cách là coi thường nước Mỹ. An Duyên có lên không con?